Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dốc Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu quần Âu cặp chun niền của Lam. Để cắt và may được mẫu quần này, mình hướng dẫn các bạn làm 3 phần. Phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt. Phần 2 mình hướng dẫn các bạn may túi chéo. Phần 3 mình hướng dẫn các bạn may cặp chun niền và may hoàn thiện quần. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt và may hoàn thiện mẫu quần này. Trước khi đi may túi quần, các bạn sẽ vắt sổ cho mình toàn bộ quần. Sau đó sẽ may cho mình phần đũng trước và đũng thân sau. May xong đúng thân trước thì các bạn sẽ lật ra mặt phải và mí cho mình một đường. Sau đó đến phần moi quần thì mình sẽ ghi một đường để mình may moi giả. Và phần moi quần các bạn sẽ vặn cho mình chỉ thưa ra để mình ghim. Ghim xong bản moi thì mình sẽ may một đường. Phần moi quần. Đường may của mình là 2,5 đến 3 cm. Quần lam mình sẽ may 3 cm. Nếu bản moi mình để 2 hoặc 2,5 cm thì bản moi nó nhỏ, rất là xấu, nó không hợp với quần lam. Các bạn để 3 cm cho mình. Sau khi mình may xong, mình sẽ quay chân vịt lại và mình giữa một đường nữa ở phần moi giả. Các bạn giữa một đường nữa thì phần moi của mình nó đẹp hơn, nó may một đường. Và đây là moi quần mình đã hướng dẫn các bạn may xong. May xong moi quần, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi may túi quần. Mặt phải của miệng túi các bạn sẽ lật lên. Mặt phải của lót túi sẽ góc với mặt phải của miệng túi và may một đường. Đường sang dấu này của mình là mặt trái. Và lót túi mình đã vắt sổ ở mặt trái thì các bạn sẽ may cho mình một đường ở phần lót túi trước. Sau đó mình sẽ gặp mặt phải của lót túi với mặt phải của miệng túi, may một đường. May trước ở phần nốt túi một đường cho mình. Và phần miệng túi cũng như lót túi bên kia các bạn may y hệt như bên đây cho mình là được.
Và phần mình đánh dấu là mặt trái của lót túi. Thì các bạn sẽ gập cho mình mặt phải có miệng túi với mặt phải có lót túi, may một đường. Sau khi mình may xong lần 1 thì mình sẽ lật ra mặt phải, mí hoặc giễu về phần lót túi. Đường may các bạn sẽ đẩy hết về phần lót túi cho mình. Và đây là phần lót túi mình đã mí hoặc giễu, thì các bạn sẽ lật ra, đẩy cho mình cái lót túi lại vào trong, giễu cho mình một đường miệng túi. Đường giễu của mình để một chân vịt là 0,7 cm. Bạn nào thích to hơn thì các bạn để to hơn, thích bé hơn thì các bạn để bé hơn. Sau khi mình may xong miệng túi, giờ mình sẽ đi ghim phần miệng túi và phần lót túi. Các bạn vuốt phẳng cho mình và ghim cho mình. Sau khi mình may xong miệng túi thì phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh quần cũng như may phần cặp chu niền của vải thô. Đây là miệng túi mình đã hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.